Cảnh giác với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, có những biểu hiện sức khỏe bất thường nhưng nhiều người chủ quan không quan tâm, đến khi đi khám thì bệnh đã diễn biến nghiêm trọng. Dưới đây là những dấu hiệu sức khỏe bất thường bạn không nên bỏ qua. Giảm cân đột ngột, có nhiều người cảm thấy vui mừng khi mình bất ngờ giảm một vài cân mà không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu giảm cân không do quá bận rộn, tập luyện nhiều hoặc thay đổi chế độ ăn thì cần đề phòng những bệnh mạng tính nghiêm trọng như bệnh nội tạng, cường năng giáp trạng. Bạn cần đi kiểm tra sàng lọc bệnh tuyến giáp cũng như ung thư, căn bệnh có thể gây giảm cân trong giai đoạn muộn. Chảy máu sau khi mãn kinh Ngay cả khi chỉ bị ra một chút máu sau khi mãn kinh, bạn cũng cần đi khám có thể tình trạng của bạn chỉ do nhiễm trùng hay rách thành âm đạo tuy nhiên cũng không loại trừ đó là dấu hiệu của ung thư phụ khoa bạn cần đi siêu âm hoặc khám sàng lọc khối u hoặc tăng sản nội mạc tử cung giày niêm mạc tử cung tùy theo chỉ định của bác sĩ tăng sản nội mạc tử cung có thể dẫn tới ung thư tử cung khó chịu ở hàm Phần lớn tình trạng khó chịu này là do viêm amidan hoặc nhiễm trùng răng miệng, nhưng tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra. Trứng khó tiêu cũng có thể gây trào ngược axit lên họng, dẫn tới đau vùng này và cũng không thể loại trừ đau thắt ngực hoặc đau tim. Thiếu oxy tới tim có thể gây đau ngực hoặc đau hàm. Vì vậy, không nên bỏ qua dấu hiệu này. Nếu bạn có bất cứ triệu chứng nào khác như khó thở, mệt mỏi, mắt cá chân sưng, nôn ra máu hoặc giảm cân, cần đi khám bác sĩ ngay. Đầy bụng Với phần lớn những người dưới 40 tuổi, nhiều khả năng đầy bụng do lo âu, hội chứng ruột kích thích hoặc chế độ ăn kém. Nhưng nếu không phải do những nguyên nhân này, đó có thể là tình trạng nghiêm trọng hơn như ung thư buồng trứng. Bệnh này thường không có biểu hiện và triệu chứng cho tới khi tới giai đoạn muộn chỉ có triệu chứng duy nhất là đầy bụng tăng dần. Những người có tiền sử gia đình bị ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú nên đi khám sàng lọc sớm. Mệt mỏi, nếu bạn thường cảm thấy mệt mỏi, đó có thể là dấu hiệu của thiếu sắt và vì vậy bạn nên ăn nhiều thịt đỏ và đậu hơn, nhưng bệnh tim hoặc phổi cũng có thể gây mệt mỏi vì các cơ quan này và các cơ quan không nhận được đủ oxy. Nguyên nhân khác như thiếu máu, hàm lượng vitamin D thấp, bệnh tuyến giáp hoặc hội chứng suy nhược kéo dài cũng phổ biến. Chóng mặt, chóng mặt là một triệu chứng rất mơ hồ và khó theo dõi nên bị nhiều người bỏ qua. Bạn cần theo dõi những triệu chứng này, nhất là khi thấy kèm thêm biểu hiện khác. Ví dụ nếu bệnh nhân thấy tim đập nhanh và thở dốc, đó có thể là bệnh tim, nguyên nhân khác bao gồm các bệnh về tai, phản ứng với thuốc, thiếu máu hoặc thậm chí là viêm khớp xương vùng cổ. Vết loét lâu lành. Những vết loét lâu lành đôi khi có thể là dấu hiệu của ung thư da, nguyên nhân khác có thể là do miễn dịch kém hoặc một số bệnh như bệnh tiểu đường, loét chân do bệnh tiểu đường có thể dẫn tới hậu quả phải phẫu thuật cắt bỏ chân. táo bón. Rất nhiều người ngại đi bác sĩ khi bị táo bón, nhưng bạn không nên chủ quan với bệnh này. Ở những người trẻ, táo bón có thể do lối sống bận rộn và chế độ ăn kém. Một số loại thuốc như thuốc giảm đau có chứa codein có thể gây ra tình trạng táo bón. Trong một số trường hợp, táo bón là biểu hiện của ung thư đại tràng. Các triệu chứng khác bao gồm tiêu chảy, sút cân, đầy bụng chảy máu cảm thấy như chưa đi vệ sinh ngay sau khi vừa đi xong. Những thay đổi ở móng Móng giống như đôi mắt, nói lên rất nhiều về sức khỏe, chế độ ăn uống, bệnh di truyền và các bệnh khác. Chúng có thể cảnh báo bệnh thiếu máu hoặc số loạn nghiêm trọng khác. Cục máu đông nhỏ dưới móng có thể báo hiệu nhiễm trùng máu, trong khi các vết hằn màu đen hoặc nâu có thể là dấu hiệu của ung thư da. Vì vậy, không nên chủ quan khi thấy những thay đổi ở móng. Ngứa gian ở đầu ngón tay Viêm khớp dạng thấp là một trong những nguyên nhân, nhưng các dây thần kinh cột sống ở cổ hoặc cánh tay bị chèn ép cũng gây ngứa gian hoặc tê. Cảm giác ngứa còn có thể là do bệnh tiểu đường, thiếu vitamin B12, rối loạn tuyến giáp hoặc phổ biến hơn là hội chứng ống cổ tay thường gây ngứa ở các đầu ngón tay giữa